Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 7 tháng 1 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do với những nội dung chính sau đây. Hàng ngàn công nhân Bonchain đình công vì thưởng Tết thấp hơn năm ngoái. Việt Á thổi giá kích xét nghiệm lên 45%, đưa hối lộ 800 tỷ đồng. Nhật và Úc ký kết thỏa thuận phòng thủ mới. Trong tiêu điểm nổi bật hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi bài ghi nhận người dân chật vật mưu sinh cận Tết. Ngoài những thông tin đáng chú ý như vừa nêu, chương trình của Ban Việt ngữ đã cho tự do còn có những ghi nhận thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Hàng ngàn công nhân công ty Puchen ở phường Hòa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 7 tháng 1 đã tiến hành đình công sau khi biết thông tin mức thưởng Tết năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái. Ông Nguyễn Tấn Pháp, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Puchen Việt Nam cũng xác nhận như vừa nêu. Yêu cầu của công nhân đình công là mức thưởng Tết năm nay cần giữ nguyên như năm ngoái. Vào ngày 6 tháng 1, công ty Puchen thông báo đã có tiền thưởng Tết năm nay. Theo đó, mức cao nhất là 1,54 tháng lương, thấp hơn mức 1,9 tháng lương của năm ngoái. Trước đó nữa, mức thưởng Tết cao nhất là 2,2 tháng lương. Công ty Việt Á đã thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 lên thêm khoảng 45% và đưa hối lộ cho các đối tác 800 tỷ đồng. Đó là thông tin được Báo Nhà nước Việt Nam loan tải hôm 7 tháng 1 năm 2022, theo thông tin được Bộ Công an cung cấp dựa vào lời khai của ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. Tuy nhiên, tin không cho biết cụ thể các đối tác nhận hối lộ là những ai. Theo điều tra của Công an, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Lãnh đạo của hai nước Nhật và Úc vào ngày 6 tháng 1 ký kết một thỏa ước mới nhằm dọn đường cho hợp tác quốc phòng trong tương lai giữa hai phía. Đây là động thái được giới phân tích xem như là một ứng phó với một Trung Quốc đang trỗi dậy. Các chuyên gia hiểu biết về hoạt động đàm phán liên quan cho biết, thỏa ước vừa nêu sẽ cho phép Nhật và Úc mở rộng hợp tác quân sự, bao gồm việc tiếp cận các căn cứ của nhau, bảo đảm quyền vào cảng, quyền đáp trên đất liền, hỗ trợ hậu cần, chuẩn bị an ninh và những chế độ pháp lý. Thông cáo chung đưa ra sau cuộc họp trực tuyến cho biết, Thủ tướng Scott Morrison của Úc và người đồng nhiệm Nhật Bản Kishida Fumio đã ký thỏa ước tiếp cận tương hỗ giữa Canberra và Tokyo, gọi tắt là thỏa ước RAA. Hai bên nhấn mạnh cam kết nâng cao hơn nữa sự hợp tác an ninh quốc phòng song phương vì lợi ích của hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thông cáo chung giữa hai bên cũng nêu rõ, thỏa ước mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những hoạt động quân sự và diễn tập chung với quy mô lớn hơn và phức tạp hơn, đồng thời cải thiện sự phối hợp hoạt động qua lại và khả năng của lực lượng quân sự hai nước. Nhật Bản và Úc đàm phán thỏa ước RAA kể từ năm 2014 và chỉ mới đạt được đồng thuận cơ bản về vấn đề này vào năm 2020. Đây là thỏa ước đầu tiên thuộc dạng này mà Nhật ký kết với một nước khác. Thủ tướng Scott Morrison mô tả thỏa ước RAA là một thời khắc xoay chuyển cho cả hai phía, cho an ninh của hai dân tộc và hai quốc gia trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng quyết đoán và mở rộng quân sự. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày, sau đây mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật. Thưa quý vị, công nhân lao động thì mong ngóng tiền thưởng Tết, còn lao động tự do thì ráng kiếm sống trong tháng cuối năm để có tiền lo Tết cho gia đình. Mỗi người một hoàn cảnh. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa, người dân Việt Nam sẽ đón Tết Nhâm Dần 2022. Nhiều công nhân lao động than thở, Tết năm nay không có thưởng hoặc thưởng rất ít. Vài người thậm chí cho biết muốn làm thêm kiếm tiền dịp Tết cũng không được vì không có việc.
cũng có thưởng á, mà nó sẽ trừ cái khoảng thời gian mình nghỉ dịch, thì mình nghỉ 3 tháng dịch sẽ trừ mình 3% đó. Thế hôm nay thì công nhân cũng là sơ sót lắm á, nói chung là ai cũng khó khăn, mà qua dịch mình còn tồn tại cũng mừng, cũng còn việc làm á. Chứ ở chỗ nhà cô là mấy ông mình sẽ tải đường dài á, tới giờ chưa đi làm luôn, đường xá vắng teo chưa có bình thường. Cô làm bên công ty của Nhật mới còn, bây giờ với công ty khác Việt Nam không còn, dẹp hết không, nên là banh luôn rồi. Năm nay thì dịch bệnh thì nhiều quá rồi, giờ Tết cũng nghỉ chứ, cũng đâu có khách nào làm. Năm nay là thu rồi, làm bữa có bữa không, hiện tại thì ế lắm, còn ăn đủ sống vậy thôi, chứ làm khác còn chết lớn nữa. Bây giờ năm nay coi như là thu rồi, ra làm ăn là lỗ. Tết năm nay mọi người ăn Tết không được trọn vẹn. Bây giờ góp chung tới đâu mình hưởng tới đó, giờ biết sao vậy? Đến thời điểm này, Sở Lao động tại các địa phương cho biết, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể công bố kế hoạch thưởng Tết do hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm ảnh hưởng dịch COVID-19. Riêng Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh dự báo tiền lương, tiền thưởng Tết Nhâm Dần 2022 có thể sẽ giảm từ 30 đến 50% so với năm 2021. Không chỉ công nhân lao động bị rơi vào trường hợp tiền thưởng bị cắt giảm do nghỉ làm nhiều tháng vì giãn cách tránh dịch COVID-19, mà nhiều lao động tự do khác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Huế chia sẻ họ cũng đang chật vật kiếm tiền lo cho gia đình dịp Tết, nhưng mọi việc dường như không như họ mong muốn. Thì bán cũng lâu ra vậy thôi, bán được như bất cứ đâu không? Hồi đó cô bán thùng này và để trong thùng nữa, bây giờ không có đâu. Không có dịch bệnh thì cô ở nhà, xong rồi cái cho bán thì ra bán thôi. Cô bán cái khu này cũng là mấy chục năm rồi đó. 10 người chỉ còn có 1 người, 2 người mua thôi. Năm nay khó khăn lắm, bán hồi lỗ vốn không à. Bán thì xài lại ít lại. Năm nay nghèo, ai cũng nghèo hết. Năm nay là thu luôn, hồi đó là bán 1 ký 4, giờ bán 5 ký 4 còn hết. Rất là khổ, khổ lắm, bây giờ ai cũng khổ hết á. Giờ đó chị bán, chị lời được 600-700, giờ chị lời có 200 mà không phải vắng bán. Khó khăn đó, dân nó đông thì không có việc làm. Dân nó đông chết trước là vì thiếu ăn. Mà người giàu họ chết sau là vì họ thèm ăn. Thế bây giờ nếu ở nhà nó cũng làm được cái gì. Cũng phải là chạy ra ngoài kiếm tiền để mà tiêu chứ. Người lo chứ. Một tuần rồi là tôi đi tạch. Vì thấy dịch lan tràn cộng đồng họ chỉ mà người mà lao động mà không có tiền thì mình đang tạch là 40.000 đồng. Tiền đâu? Vì không có tiền đi chợ. Bây giờ nó cũng có hết quà chú, nó nhập hàng ngày thì nó cũng đủ. Bây giờ có chẳng bây giờ là chẳng được lắm đâu. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, mời quý khán thính giả vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy cuối trang web có nút xem toàn trang. Nhấn vào nút này, quý vị sẽ thấy các biểu tượng YouTube, Facebook, Podcast, Apple TV. Chỉ cần click vào đó, quý vị có thể xem các chương trình, tin nóng, tin tổng hợp và thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Và để thuận tiện, quý khán thính giả có thể chọn Add to Home Screen và lưu giữ địa chỉ trang web này trên màn hình di động giúp truy cập dễ dàng hơn trong lần sau. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi tin tức trực tiếp vào lúc 10 giờ sáng trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/RFA Việt Nam hoặc địa chỉ YouTube của RFA Tiếng Việt tại youtube.com/RFA Vietnamese. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.